Mới đây, trên trang mạng xã hội đã xuất hiện video ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ lần đầu tiên gặp gỡ nữ diễn viên Cbiz đỉnh đám Triệu Lộ Tư. Nữ diễn viên trẻ xứ Cbiz còn chủ động cúi chào Chi Pu và Chi Pu cũng vui vẻ đáp lại tình cảm, sự quan tâm của nữ diễn viên Cbiz. Ngay lập tức, màn giáp mặt giữa hai người đẹp trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn tán vô cùng sôi nổi ở khắp các diễn đàn lớn nhỏ. Và sau khi xem xong đoạn video này, cư dân mạng đều bàn tán vô cùng sôi nổi về nhan sắc của Chi khi ở chung một khung hình với Triệu Lộ Tư có nhiều ý kiến của cư dân mạng bày tỏ nhan sắc của chi pu vẫn có phần đỉnh hơn triệu lộ tư tuy là không lộ ảnh mặt chính diện thế nhưng mà góc nghiêng cực phẩm cùng với số mũi cao của mỹ nhân người mặt trời vẫn nhận được vô số lời khen ngợi nếu chi pu đẹp một cách trưởng thành quyến rũ thì triệu lộ tư lại mang vẻ nhẹ nhàng đáng yêu như là em gái nhà bên vậy hình ảnh triệu lộ tư và chi pu đứng chung khung hình nhiều khán giả mong đợi cả hai có thể hợp tác trong tương lai và nếu hai mỹ nhân này có thể đóng chung phim thì đây chắc chắn sẽ là tác phẩm cực hot ở cả phiên bản việt nam lẫn trung quốc